Kỳ lạ, pho tượng Sáp tự mọc râu và tóc, móng tay cũng tự dài ra y hệt người thật, khiến người xem hoang mang khó hiểu. Bức tượng này là của thầy Thích Giác Trí, pho tượng đã được đúc vào năm 2017 theo đúng hình ảnh của thầy thời gian đó. Đến năm 2019, bức tượng được vận chuyển từ Thái Lan về, sau đó được đặt vào một ngôi chùa. Và điều lạ là 4 tháng sau, bức tượng đột nhiên mọc tóc, râu và móng tay, móng chân cũng dần dài ra. Đây là một hiện tượng khiến người xem vô cùng hoang mang, đặc biệt là khi bức tượng được thiết kế cực kỳ tinh xảo, nhìn thật đến độ rất dễ khiến con người giật mình lầm tưởng khi mới thoáng qua. Nhiều người cho rằng đây có thể là một mối liên hệ tâm linh giữa thầy với bức tượng. Khi tóc và móng thầy dài ra thì bức tượng cũng thế. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người nghi ngờ đây thật sự chỉ là một câu chuyện bịa đặt, vì tượng Sáp thì làm sao có thể mọc được tóc và móng tay? Đó chỉ là sản phẩm do bàn tay của con người tạo nên mà thôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện bí ẩn này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật và khám phá nhiều kiến thức thú vị bạn nhé!